Công thức sốt gấp nướng đỉnh của chóp. Các bác lưu ngay công thức này vào để chuyển cho mùa đông này nhá. Trước tiên các bác dùng cho tôi nửa củ hành tây nhỏ nhỏ thôi. Bác nào mà thích làm nhiều sốt thì mình có thể tăng hành tây lên được. Khoảng 5 củ sả các bác thái ra nữa này. Thêm sả vào ướp nướng thơm cực kỳ luôn ý. Ngoài ra mình sẽ có thêm một củ tỏi và hai quả ớt sừng bỏ hạt. Mình sẽ cho tất tần tật nguyên liệu đó vào máy xay để xay nhuyễn ra. Lúc xay các bác nhớ cho luôn vào đó 3 thìa dầu hào, 4 thìa tương ớt để xay cùng nhá. Tôi quên mất, xay xong mình nhớ ra cho nên là bây giờ mới cho vào để xay tiếp đây. Xay xong nguyên liệu rồi, giờ mình sẽ nấu sốt này. Mình đun nóng khoảng 2 thìa dầu màu điều lên, rồi các bác cho hỗn hợp vừa xay vào để khi thơm lên. Cho vào đó 1 thìa hạt nêm, nửa thìa muối, 1 thìa đường, nửa thìa ngũ vị hương. Xào đều cho gia vị tan ra, rồi cho vào đó 300ml nước lọc. Đun sôi lên khoảng 10 phút, các bác khuấy vào đó một chút bột bắp đã pha nước cho sốt đặc lại, rồi đun sôi lên là xong rồi. Giờ mình sẽ ướp sốt với đồ nướng khoảng 30 phút là đem đi nướng thôi. Với sốt này các bác chủ yếu là dùng để ướp, nhưng nếu như mà bí quá không có sốt chấm thì các bác có thể chấm luôn đồ nướng cũng rất là ngon. Mà mình dùng không hết, các bác cho vào lọ kín, dùng trong vòng 3 tuần là được nhá. Ăn đồ nướng thì nhất định phải sắm bếp nướng thôi. Nhà tôi có em bếp nướng Smart Choice này. Các bác nhìn có ưng không? Bếp có thể tháo rời được. Ngoài ra còn có lỗ cho dầu chảy xuống và có khay hứng dầu. Nên là các bác yên tâm khoản vệ sinh và không lo ngấy mỡ nhá. Nhiệt khá là mạnh, bếp lại to nên là khoảng 5 đến 6 người ăn vô tư luôn nha các bác. Các bác thấy bếp có hai vùng riêng biệt không? Hai vùng này có hai nút vặn nên là các bác yên tâm với khoản lo thịt cháy nhá. Vùng nào mà không dùng thì mình tắt nhiệt đi, bao giờ dùng vặn lên cái là ok rồi.